Duy sẽ hướng dẫn cái cách kết nối từ máy tính laptop của mình đi ra màn hình TV lớn có kết nối HDMI. Thì đầu tiên là mình mở nguồn TV lên. Ở phía sau TV thì nó có những cái lỗ cắm HDMI, thường từ 1 đến 2 lỗ HDMI 1 hoặc là gọi là HDMI 1 hoặc là HDMI 2. Thì đây là cái cáp nối HDMI. Đây là đầu đầu kết nối. Rồi mình kéo ra. Đây, TV đã được khởi động lên. Trong laptop nó có cái cổng chuyển. Cổng chuyển nó chuyển đổi từ HDMI sang DisplayPort. Đây là cái cáp này. Mình thấy ha. Rồi. Đây là đầu DisplayPort. Đây là đầu HDMI. Thì bên hông cái máy HP 2540 thì nó có một cái cổng kết nối. Đây các bạn nhìn thấy. Đây là cái cổng DisplayPort. Ok. Rồi, giờ mình sẽ kết nối vào. Mình bóp cái đầu cho nó có hai cái mau cái máu nó đè xuống. Đây là hai cái máu hai bên. Nó gài vô cho nên mình bóp mấy ngón cái như thế này. Mình gắn vô. Okay. Gắn thì dễ, lúc mà mình rút ra thì chú ý ha. Lúc rút ra thì mình bóp bóp cái con cái chỗ này kéo ra. Bây giờ mình nhấn vào. Ok. Rồi, bây giờ mình khởi động máy lên. Nút power. Power. Ok. Rồi, đầu này của cổng cáp mình sẽ nối vào đầu HDMI, đầu cái với đầu đực. Quá trình kết nối thực hiện xong. Bây giờ mình chờ máy tính khởi động ha. Rồi. Đây là cái cục adapter, cục nguồn. Cục nguồn thì nó có đầu cắm vô máy tính đây. Rồi mình cắm bên phía bên hông này. Có cái đầu nguồn power. Rồi đầu còn lại mình cắm vào điện 220. Rồi, quá trình khởi động thực hiện xong thì mình thấy hiện giờ là màn hình laptop và màn hình máy tính là nó như nhau. Rồi, chế độ này là chế độ duplicate, chế độ hai màn hình giống nhau, duplicate. Rất là đẹp. Rồi, bây giờ để cho bé học. Nếu mà mình ở trong lớp học á, mình dạy trình chiếu PowerPoint thì mình có thể để chế độ này, chế độ duplicate này. Thì trên màn hình của mình và màn hình TV nó làm giống nhau. Ví dụ đi hát một cái file như lên YouTube đó. Nếu máy tính mình kết nối mạng thì mình lên YouTube. YouTube. Đặc điểm của cái giao thức kết nối này là nó truyền được hình ảnh và âm thanh luôn. Nên các bạn vừa ghi có thể xem phim được, ở nhà có thể thưởng thức phim và nghe nhạc trên đây luôn. Biết vào đây chọn đại một bài. Ok, các bạn có thể nghe thấy âm thanh của TV phát ra. Đây là âm thanh mà máy tính truyền qua TV. Đây là chương trình tự động ha, mình xài cái trình duyệt cốc cốc nó tiện lợi. Vì cốc cốc này nó hỗ trợ mình vô YouTube được luôn nha. Duy tạm pause nó đi. Đây, có thể vô được Facebook nếu các bạn muốn. Đi vô Facebook. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang một chế độ thứ hai giúp cho bé học tiếng Anh. Đó gọi là chế độ extend màn hình. Thì để chuyển sang chế độ này thì trên máy tính các bạn sẽ thấy có phím FN. Đây là phím FN. Ok. Và một cái phím nữa nó là phím F, hình như là F4. F4. Các bạn nhấn FN F4. Thì lúc này trên màn hình nó sẽ thể hiện ba chế độ. Chế độ Disconnect Projector. Nếu mình chọn chọn sang cái tùy chỉnh này á, mình dùng cái phím mũi tên này mình điều khiển nha. Mình chọn sang tùy chỉnh này á, thì màn hình TV nó sẽ không hiển thị
à, chỉ có laptop thôi. Còn chế độ này mình đang sử dụng là duplicate, là cả hai màn hình giống nhau. À, rồi chế độ học tiếng Anh của bé là chế độ extend, chọn qua đây, à, extend. Còn nếu chọn chế độ project only thì chỉ có project hiển thị thôi. Trường hợp này mình có thể xem TV, à, máy tính không hiển thị mà trên màn hình sẽ hiển thị và mình điều khiển thông qua màn hình TV. Bây giờ Duy chọn chế độ extend ha. Enter. Rồi. À, chờ một chút, disconnect một chút thì các bạn thấy lúc này là trên màn hình desktop của chúng ta nó khác với màn hình TV. À, thì mình sử dụng như thế nào? Bây giờ giả sử như cho bé học tiếng Anh, mình mở cái thư mục mình để sẵn trên desktop luôn. Thư mục English song. English song, những bài hát cho trẻ. Ở vào đây thì trong đây nó có sẵn những cái bài hát. À, có thể để hiện những cái nó gọi là những cái khung, giống như cái khung hình đó, mình dễ để cho bé dễ chọn ha. Từ phần mềm mà học đó là phần mềm VLC Duy đã cài sẵn rồi, rồi nó sẽ đọc. Rồi thì giả sử như mình chọn bài Let's Go ha, à, bé có thể sử dụng cái touchpad này là để chọn bài Duplic. Ok, và lúc này các bạn thấy là trên màn hình phần mềm VLC nó sẽ khởi động. Ok, đây là trên màn hình bé có thể nhìn thấy màn hình lớn, và đây là trên màn hình desktop bé có thể điều khiển. À, mình có thể kéo chương trình từ bên đang hiển thị trên desktop sang màn hình lớn, hoặc là từ màn hình lớn về màn hình desktop bằng cách click vào cái thanh chọn cái trên có cái chuột này, thanh chọn trên là cái thanh title Let's go to the zoo, animal show for kids. Đây, gì lần đây kéo qua bên trái, à, thấy không? Khi mình kéo qua bên trái thì nó trở về màn hình desktop của mình. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây, rồi mình thấy nó click vô, mình mở trên màn hình desktop. Lúc này trên màn hình TV thì không có, à, mình có thể làm ngược lại, double click. Sau đó nắm cái thanh title kéo qua bên phải, kéo bên phải thì nó sẽ nhảy lên màn hình TV. À, thấy không? Rồi chúng ta double click. Okay. Vậy thì mình có thể là cho bé học tiếng Anh, bé học trên TV, nhìn trên TV cho không có thương mắt, và bé sẽ chọn bài ở trên màn hình desktop thông qua giao diện này. Hoặc là mình có thể cho bé xem phim tiếng Anh, còn mình có thể là mở chương trình Word mà mình soạn thảo. Ví dụ đây mình mở một cái chương trình Word. Thì con vừa học thì mẹ vừa sử dụng chương trình Word. Mình kéo con chuột về phía bên trái. Đây, lúc này các bạn thấy con chó chuột. Rồi, mình minimize nó xuống. Và mình mở Word lên, mình soạn thảo Word, soạn giáo án hay là làm gì đó thì mở Word lên. À, thì các bạn thấy trên này thì mình đang soạn thảo Word, nhưng mà bên trên thì bé vẫn có thể coi phim tiếng Anh được. Rồi có gì thì các bạn hỏi thêm nha. Ở đây là cái video ngắn mà Duy demo, thì có lẽ là cũng giúp cho các bạn phần nào hiểu được cái quá trình kết nối từ máy tính sang TV, hỗ trợ học tập tiếng Anh cho bé. Cảm ơn các bạn đã xem.